nàng được mẹ cha yêu cho ở trên lầu son gấm nhung. Một hôm có tên ác tàng bề quan lại dạy về khổ sầu gì chẳng khuyên được con. Họ phải bỏ tiền ra lo lót cho đám quan, giải cứu tên ác về cùng đẹp duyên con, hôn lễ hân hoan rạng rỡ. Để cảm ơn thoát nạn nên ru vợ đi theo cùng.